Dạ, lời nói đầu tiên cho Trọng xin gửi lời chào đến quý ông bà cô chú và anh chị. Thì hôm nay em lại tiếp tục chia sẻ về cái video về Phượng Anh chuẩn bị hành trang để mà về ông nội bà nội, để mà về quê để mà học hành đó quý bà của anh chị. Thì mời quý anh chị hãy tiếp tục theo chân em để tìm hiểu thêm về Phượng Anh có muốn về ông nội bà nội hay không. Thì quý anh chị xem cái cuộc nói chuyện giữa bà nội với Phượng Anh như thế nào. Thì em mời tất cả quý bà của anh chị hãy tiếp tục xem video và hiểu thêm ạ. Alo, đi học nghe chưa? Điện lại đi, điện lại cho nãy hết tiền rồi. Đây, lại máy vô nè. Nói máy nội hết tiền. Sao mà đây đây, nè, chú nè. Đây máy chú gọi đi. Đó, chú bấm rồi đó. Ở đây sao ta? Này số em khôi mà tiền. Thì nội hết tiền, nội hết của em. Không gọi lại số đó, số mà nội mới gọi đó. Ôi, quên, nay chủ nhật em bỏ đâu đi học. Điện Zalo. Zalo con quên nữa, con tính đâu em bo đi học. Ngày chủ nhật mà. Quên thì đất con mới quên, con học không nhớ. Gì đây chứ con gọi á. Nội tắt đi, nội tắt đi. Con đừng có nói là cô chú đang quay gì hết, đang cứ nói chuyện với nội bình thường. Người nhận tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau. Yếu rồi, nội kỳ quá. Nội kỳ quá. Nội không chịu nha. Ở dưới đó cũng có wifi. Liền số luôn đi con. Không được rồi. Sống yếu rồi. Thấy máy chú Mạnh gọi. Chú Mạnh tiền nhiều lắm con. Con cứ nói gọi thoải mái. Nói chuyện bình thường mà con. Con mới nợ gì Người nhận tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau. Cho con mượn cho. Con nói tới sáng cũng được nữa. Thuê bao chú trả sau mà. Trả sau là con cứ nói chuyện tới tháng đó. Chú hết tiền không có đóng thì chú cắt bỏ luôn. Không có đóng đâu luôn. Nghe nữa không? Sao không điện vô lô? Con có điện rồi, nội có bắt máy thôi mà con điện. Làm gì có wifi mà con điện nội. Nội đâu có wifi chứ nó đâu. Nội ăn chưa nội? Hả? Nội ăn gì chưa nội? Sáng nay mấy con rồi. Ông nội tới đâu rồi nội? Không biết đâu mà nội đâu có tiền để điện cho ông nội đâu. Ông nội không nạp đi nội. Em bo hôm nay chủ nhật cũng đi, nó đi chơi nè. Nay chủ nhật kêu nó đi mua xăng, đặng về tối chuẩn bị rước con cái nó đi tới giờ nó không về luôn. Rồi chắc đi đá banh nữa. Báo nội hoài. Vừa nói tới vừa về bên xăng kìa. Dạ. Chơi từ nãy giờ luôn. Đi. Em nó đi. Em đi sáng giờ nó mới về mà. Ai? Bo, nội để nhà mấy cái điện thoại nội. Có một cái này nè. À, ăn tính đâu hai cái. Cái một, cái hai. Tại em bo cái đi học, con nghĩ là một cái em bo đi học, một cái để nội nhà chứ. Em bo đi học để điện thoại nhà nội. Đi học để điện thoại nhà đâu, thích đi đâu. Dạ. Thích đi về trường thầy đâu có cho đâu. Thầy xét, thầy lấy. Lấy xong rồi. Dạ, rồi bắt đầu là bắt tiệm. Dạ. Ừ, đâu có cho em đâu hết rồi. Dạ, em con đi gửi rồi. Ta giữ ngày giữ đêm luôn. Ủa, đi gửi chứ không có ấy hả? Dạ, mới gửi sáng nay, không có để nhà giữ. Gửi đó là gửi ở đâu? Dạ, cũng như nhà người ta cho giữ, ta muốn giữ gì? Ta giữ đông không? Con có lợi tới đó không? Dạ có, ta không có đông, có mấy em con thôi à. Nhà, con thấy không gian cũng sạch sẽ, không có người bệnh, cũng không có người già.
nên con chỗ đó có hàng rào luôn. Người giữ đó lớn hay nhỏ? Dạ. Người giữ đó lớn tuổi không? Cũng ba mấy bốn mấy gì con không biết, cỡ ba mấy rồi nọ, 35, 36 vậy. Không biết có thiện với em không hả, ngắt nghéo em nó đánh đập cái bà. Người ta có hơi ngắt nghéo rồi nọ. Mày đi tới giờ này luôn đó ha. Hỏi đi chơi tao không cho rồi đó, mày tới giấc này luôn đó ha. Bo thì... mày để bo kỳ hay nữa. Ừ. Thằng nó cho con chơi chứ không cho mà tới giấc này. Đi hồi 7:30 đã giờ tới 10:00 luôn, 2:30 đồng hồ. Trời trời. Chắc đi đá banh rồi. Chứ đi ngoài nó đội nó ngoài. Dạ. Đi ngoài nó đội nó cổng bà nội nó ngoài á. Chứ còn tao nhà đâu phải bà nội nó đâu. Chắc con ăn cái gì vậy? Giờ ở nhà mình lên á. Dạ. Tội nghiệp em không biết gửi em có bị đánh đập nhắc kéo gì không. Không, nó rồi, người ta sát bên về vòng vòng hỏi chi tiền mẹ. Cha ngày nào cha cũng qua thăm em mẹ. Đâu có sao nữa. Gửi tháng nhiều. Con không biết mà. Ủa ban đêm sao không đem em về ngủ mà gửi luôn? Gửi chứ bốn em đâu có chăm được đâu nội. Không chăm được cứ gửi bỏ nhà người ta không sao không được. Phải ẩm em về. Thì chứ. gửi trả tiền mà nội chứ đâu phải không gửi trả tiền đâu. Biết rồi mà gửi em ta ẩm về ban đêm chứ ban đêm không ẩm. Ban đêm đâu có ẩm được, cha đâu có chăm được đâu. Bốn đứa về, cha nói có ẩm thì ẩm một đứa thôi, ẩm bốn đứa không có được. Vậy nó ngủ có gì đâu, không được. Tối nó quậy nữa mà. Tối thức khuya pha sữa cho em nó uống. Cha đâu có làm đâu, cha đâu biết pha. Còn pha không? Lớn kiểu đó là giao cho người ta nuôi luôn. Nãy nãy về con có quà cho em bo với nội. Quà gì? Quà gì vậy biết rồi. Đi bán dừa. Trang đi bán dừa. Ở nhà mình đó hả? Dạ. Không hỏi thử rồi đi bán đắt không? Ngày cha con bán có 100+ trái à. Dạ. Hôm nay chủ nhật bán chắc cũng 200 thì. Mà bán ra ngoài lại được bao nhiêu? Một trái 10.000 nữa nè, con còn không tính. Trái 10.000 gì mà không? Nhà thấy bán 2 trái 15. Ba trái cha con bán 25. Còn một trái 10.000. Từ 2 trái nè. Trái nào cũng vậy trơn á nè. Có đầu sữa gì vậy? Đâu có đâu. Lấy cái chảo. Con sữa nó không có gì. Nó có chó. À đúng rồi, chó bên hàng xóm. Tập trung nói chuyện với nội mà không để tiếng bên ngoài. Có sữa nhỏ nhỏ bỏ về. Chó bên hàng xóm á. Ta nhốt lại cái sủ quá trời. Chó con không chịu nhốt nên mắc ủ. Đâu có chó đang tập bán. Cho lớn rồi, nó không có cho con. Cho lớn, nó lớn rồi nè. Nó 15 kg. Con chó con coi nó như con người bạn thân luôn vậy mà đi ai chơi bước cốc vườn nó cũng khóc. Ai cho con đi con không nhốt nó trên nhà chi. Đi trong nhà lông chó nó rụng lắm.
con con nó vàng của con mà nó ra vớt nó đi. Bỏ nó ngoài sân. Dạ, chứ bữa đem vô nhà đâu có chỗ đâu, nó cũng lông với nó không biết kêu đi kêu rể kêu đái nè. Ừ. Để gần ta. Nói nãy bộ dưới đó không có wifi hết nè. Ừ. Không có wifi mà cái điện thoại mày có mạng mà bơ. Sao chứ ai điện được. Điện thoại mày có mạng mà sao chứ ai điện được. Không mạng sao không qua điện được. Không qua mày kém nữa. Rồi vợ máy mày đâu có tiền tao nhát chứ ai đây. Mày nói tiếng không biết lại cho tao nghe đây. Mày đạt nhiều. Mười với nhiều. Thì tao cho mày mười. Mười thì ngày mai đi học không có đồng nào luôn. Để tao lấy gì mày đạt. Rồi nói chuyện ba đi bà nội đi cậu một cái đây. Ba ba ba. Cái gì mà? Ba. Vậy. Dạ anh Hoàng ơi. Nhân má quá chừng dạ. Ủa tao chị tao có quyền tao dạy mi. Về tao có quà cho. Có cái gì nữa ngoài vậy? Thì thùng sữa, thùng mì cay, thùng xúc xích. Cái gì?